A đầu thúi, ai giết ai còn chưa chắc đâu. Mỹ Hồng Thược giết sư huynh của ta, mối thù không đổi trời chung. Mễ Như Yên, ta mới ra tay sơ sơ, chứ kim cang thiết uyển của ngươi đã không đỡ nổi rồi. Cô nương, cần gì phí lời với hắn? Để tôi kết liễu hắn, cho hắn biết thủ đoạn của Đan Phượng Hiên chúng ta. Dù sao ngươi cũng là chủ một môn phái, ta cho ngươi chết toàn thây, tự kết liễu đi. À đầu thối, ta thừa nhận chưởng pháp của ta không bằng ngươi, ta thua ta chịu. Nhưng mà nếu luận về độc dược, e rằng ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Đạo sĩ thúi, chết tới nơi mà còn kiêu căng ngạo mạn sao? À, không biết Đan Phượng Hiên ta độc bá thiên hạ. Nếu chơi Đan Phượng Hiên là thứ hai, thì võ lâm không ai dám tự nhận thứ nhất. Được thôi, vậy hôm nay chúng ta hãy tỉ thí thử, để coi ai mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Nếu như ngươi đã muốn như vậy, thì ta sẽ giúp cho ngươi. À đầu thối, nhưng mà chúng ta phải nói trước, nếu như sau khi các ngươi dùng thất bộ đoạn trường hồng mà vẫn sống sót ra ngoài, các ngươi phải rời khỏi trấn Bạch Thạch cho ta, rời khỏi sông Hạc Đường của ta. Hơn nữa, sau này không được làm phiền Y Kiếm Bình nữa. Cô nương, đừng để mắt lừa hắn. Nếu không chừng đạo sĩ này và Y Kiếm Bình là người cùng một bọn. Nếu thật sự là vậy, thì ta càng muốn biết tên Y Kiếm Bình đó sao lại thoát được thất bộ đoạt trường hồng. Nếu như các ngươi sợ rồi thì ngoan ngoãn nhận thua, để tránh mất mặt Đan Phượng Hiên các ngươi. Đan Phượng Hiên mà đi sợ ngươi sao? Chẳng qua là ta nể mặt ngươi cũng là bậc tiền bối, không muốn để ngươi chết quá nhanh. Một khi đốt lên, không ai thoát được. Ngươi nghĩ cho kỹ đi. À đồ thối, làm đi. Lục Thúc, Lục Thúc à, ta còn tưởng ngươi có sức chịu đựng phi thường, mới có bấy nhiêu mà đã chịu không nổi. Xem ra ngươi và Y Kiếm Bình không cùng môn phái rồi. Cô nương, ngươi có muốn biết tại sao Y Kiếm Bình không sợ độc không? Rất muốn biết.
Được, ta nói cho cô biết, Y Kim Bình hắn không sợ độc là gì. Qua đây, qua đây nghe ta nói đi. Cô nương, cẩn thận! Cô nương cẩn thận! Giả Bình! Giả Bình! Giả Bình! Ta thất bại rồi! Giả Bình! Mễ Như Y, rốt cuộc ngươi dùng thứ độc gì mà đưa thuốc giải ra đây? Độc gì chứ? Độc này chính là thất bộ đoạn trường hồng của các người. Thất bộ đoạn trường hồng? Nhưng mà thuốc giải của thất bộ đoạn trường hồng vô dụng thôi, không có ích gì đâu. Rốt cuộc ngươi dùng độc gì mà nói ta biết đi. Tiểu cô nương, ngươi có muốn biết ta dùng loại độc gì không? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta có một đồ đệ tên Tiêu Mạnh. Vì hắn muốn tìm ra cách để phá giải thất bộ đoạn trường hồng của ngươi, tự mình thử nghiệm, cuối cùng luyện thành loại thuốc này. Hắn nói loại thuốc này phải lấy máu người để hóa giải. Cho nên vào 3 năm trước, ta giải tán hết đệ tử, cố gắng luyện công. Ngày nào ta cũng dùng loại thuốc này. Loại thuốc này có sẵn trong người ta, chỉ cần ngửi được thất bộ đoạn trường hồng thì sẽ biến thành kịch độc. Số thuốc đó để bên trong bầu hồ lô có đúng không? Người rất thông minh. Ta muốn dùng thất bộ đoạn trường hồng trứ danh của các người giết chết Thủy Hồng Thượng. Đáng tiếc, ta không làm được. Đến cô ta cũng không giết được. Ngươi trả thù như vậy, khác nào là tự tìm đường chết. Phải, chính là ta muốn tìm đường chết. Ta làm như vậy có thể bảo vệ huynh đệ của ta, bảo vệ được người nhà của họ, để tránh Thủy Hồng Thượng sát hại. Giả Bình! Khảm Ly thượng nhân, hôm nay xem như ngươi thắng. Dạ! Nguyễn Hành! Hắn sống không nổi đâu.
Mệnh lệnh của hiên chủ chúng ta đã hoàn thành. Đi thôi.